99 Đà Nẵng ạ. Xin mời 199. Dạ. Mời các lập phạm. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp ở các viện cô ạ. Em xin báo cáo ca bệnh hội chẩn lâm sàng hôm nay ạ. Bệnh nhân nữ 32 tuổi, lý do vào viện u tai nghe kém tay trái. Ngày vào viện là ngày 14 tháng 9 2020. Bệnh sử bệnh nhân xuất hiện u tai và nghe kém tay trái hơn 10 năm, đã khám nhiều nơi và điều trị nhiều lần. Bệnh nhân ít cải thiện. Bệnh nhân vẫn bị u tai thường xuyên và nghe kém. Khoảng 2 tháng nay bệnh nhân u tai nhiều hơn và u liên tục, nghe kém, kèm chóng mặt. Từ mua thuốc uống mình không đỡ nên bệnh nhân đến khám ạ. Tiền sử bản thân thì bệnh nhân u tai trên 10 năm. Ban đầu thì biểu hiện bệnh cảnh giống một cái bệnh cảnh của điếc đột ngột. Trước đó thì bệnh nhân không điều trị gì, sau đó thì khoảng vài năm sau bệnh nhân mới đi điều trị ạ. Gia đình thì bình thường, không ai mắc bệnh lý gì đặc biệt ạ. Khám lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, mạch 7-6 lần phút, nhiệt độ 36 độ 5, huyết áp dao động từ 95 đến 160 mm thủy ngân. Da niêm mạc không phù, không có xuất huyết dưới da, hạch ngoại vi không sơ thấy. Tay trái thì u tai tiến triển từ từ liên tục, u tiếng trầm, nghe kém hỗn hợp mức độ trung bình. Mũi thì không nghẹt mũi, không chảy mũi, họng không đau, họng nuốt thì bình thường, không đau, chóng mặt thoáng qua khi thay đổi tư thế, không buồn nôn, không nôn. Kết quả xét nghiệm thì công thức máu thì ngày 22 tháng 9 thì bạch cầu tăng nhẹ 11.5, đa nhân trung tính 66,3%. Ngày 28 tháng 9 làm lại xét nghiệm bạch cầu là còn 8.800, đa nhân trung tính 76.6%. Các xét nghiệm khác thì trong giới hạn bình thường ạ. Em đã gửi lên ở trên slide ạ. Về chụp các lớp vi tính tai xương đá xương chủng và chụp cắt lớp sọ não có thuộc cản quang thì em cũng đã gửi lên nhờ các thầy cô phân tích chung ạ. Về thính lực đồ thì tay trái nghe kém hỗn hợp mức độ trung bình, là nhĩ lượng đồ thì hai tay tiếp A, hình ảnh nội soi thì em cũng đã gửi lên ạ. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, cân nặng 40 kg, dấu hiệu sinh tồn ổn, các bộ phận thì tai mình hồng tai, không đau tai, không chảy mủ tai, ống tai sạch, mang nhĩ bóng sáng, phía sau tai không sưng nề, ấn mỏm trũng không đau, làm nghiệm pháp văn xa va thì âm tính, mũi niêm mạc mũi hồng, khe mũi sạch, cuốn mũi bình thường, vòm thì thoáng, niêm mạc hồng hồng, hai amidan không viêm, xoang lê bình thường, dây thanh trơn láng, di động tốt, khép kín. Về khám thần kinh thì bệnh nhân không đau đầu, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, khám các cái dấu hiệu tiền đình thì bình thường ạ. Các cơ quan khác thì cũng trong giới hạn bình thường. Răng hàm mặt thì khám răng 38 thì có thấy lợi phủ 1/2 mặt nhai, nếu tương ứng sưng nề đỏ, ẩn có dịch đặc trắng đục chảy ra, gõ ngang thì đau. Và ngày hôm nay khám lại thì bệnh nhân đã ổn ạ. Răng hàm mặt đã khám hội chẩn với răng hàm mặt ở đây thì đều ổn ạ. Chẩn đoán lập tai nghe kém hỗn hợp mức độ trung bình tay trái, viêm quanh thân răng 38, và điều trị thì em đã điều trị là Castam 12g 60ml, một chai truyền tĩnh mạch một lần trong ngày, trong 10 ngày, Sulumetacam theo liệu trình, và sau đó chuyển sang Medaron uống, tăng cân 5g 2 ống hay tĩnh mạch Flunav. Vâng, cái phác đồ điều trị thì chúng ta đã nhìn thấy ở đây rồi ạ. Vâng, bây giờ 199 có một số cái câu hỏi như thế này thì xin phép mời các thầy cô cho ý kiến. Này thì đúng chắc là bệnh của chuyên ngành tai mũi họng của cô Đào rồi. Nhưng trước hết thì xin mời thầy Lưu ạ. Thầy phân tích cho cái hình ảnh và về chụp cắt lớp vi tính và X-quang, trong đó thầy có cả cái phần có của cái răng số 38 đấy ạ. Và 199 có hỏi là về kỹ thuật chụp và đọc phim các lớp vi tính ở vùng tai thì thầy phân tích luôn cho. Các anh chị có chụp hình ảnh ngay chụp các lớp vi tính của tai xương chũm ạ. Thì bệnh nhân thì có cái ù tai và giảm thính lực 10 năm của tai trái ạ. Tuy nhiên trên chụp các lớp vi tính thì chụp các lớp vi tính về tai thì chúng tôi không thấy hình ảnh gì bất thường. Thứ nhất là cái xương búa, xương đe, xương bàn đạp có tạo bình thường. Thì cái ù tai này thường nhắc đến mấy cái bệnh cảnh
mắc phải là mình cảnh mà trên CT có thể nhìn được là bệnh xốp xơ tai. Thì trên đây thì các cái xương ở chỗ cửa sổ bầu dục trước và sau sử dụng không gì đặc biệt, và thứ hai là có cái giò của cái của có cái ống bán khuyên trong bệnh cảnh có viêm hoặc chấn thương, tuy nhiên trong đây cũng không thấy có tổn thương viêm tai. Có ống bán khuyên thì bình thường và cấu tạo của ốc tai và tiền đình tai thì cũng bình thường không gì đặc biệt, thì em cũng không thấy tìm gì tốt gì hơn. Thứ hai là trên hình ảnh này tình cờ thì cũng chụp xuống cả cái vùng hàm mặt răng của thầy chuyên ngành của thầy Ngọc ạ. Các anh chị có nói là dò cái răng bao nhiêu nhỉ, răng R38 phải không ạ? Đấy. Để chạy để cho thầy Ngọc nhìn lát nữa thầy Ngọc sẽ phân tích ạ. Đấy. Đây là hàm dưới. Thầy Ngọc có cần phải dựng không? Dựng được thì tốt. Này dựng này cũng máy này cũng có thể dựng được cái răng cho thầy Ngọc. Lát nữa thầy cũng, tất nhiên cái này cũng chỉ dựng sơ thôi, chứ không dựng được chi tiết quá đâu. À, đấy, kéo lên đấy. Bằng tài liệu em lưu ý về cái kỹ thuật chụp mà À, trong chuẩn đoán của viêm tai. các anh chị chụp cắt lớp vi tính để chẩn đoán tai với điều kiện ở các tuyến của anh chị mà chụp bên này rất là tốt rồi. Tất nhiên là cái dựng cái hình ảnh lên để mà gửi xuống chỗ tai mũi họng thì các anh chị phải dựng lại hình ảnh, tức là sẽ bo nhỏ lại, khu trú lại cái vùng tai xương chũm ấy, chứ không không đưa tất cả cái hình ảnh rộng như này. Vì đưa hình rộng như này thì các bác sĩ bên tai mũi họng người ta sẽ rất mất thời gian để tìm cái vị trí tổn thương. Và hai khi không zoom to đấy thì nhìn cái chi tiết nhỏ sẽ rất là khó. Đấy thì hầu hết thì các bác sĩ tai mũi họng sẽ nhìn ở cái mức độ như thế này ạ. Đấy. Thì hầu hết là phải zoom to lên như này. Đấy. Đây chỉ tái tạo một cái ô đúng như cái hình trên chúng tôi trình bày đấy ạ. Chỉ khu trú nhìn được trong cái phạm vi của cái xương chũm và hòm tai và tai trong thôi ạ, chứ không không được dựng toàn bộ to. Và thứ hai nữa thì dựng hết là cái bờ trên của xương 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 chũm đây, cho xuống dưới hết ống tai ngoài. Đấy, chứ không không làm rộng như thế này. Rộng như này tôi nghĩ rằng chắc anh chị trên đây là vì là cái bệnh nhân có tổn thương ở răng, nhưng anh chị đã chụp thêm cho bệnh nhân xuống hàm hàm răng, chứ bình thường chụp tai là không chụp xuống răng đâu ạ. Vâng. Thầy Ngọc muốn xem thêm không lát thầy Ngọc phân tích. Vâng, cảm ơn tài Dạ liệu. vâng. Xin hỏi 199 là trong đó cái máy chụp cắt lớp của 199 là cái máy gần như tốt nhất trong Đà Nẵng hiện nay đúng không? Đây là chúng ta chụp máy nào đấy? Máy 256 dãy hay là máy máy khác? Dạ, chúng em chụp 256 dạy ạ. Vâng, đấy, máy 256 Vâng. dãy tài liệu ạ. Vâng. Xin phép ý kiến của cô Đào trước ạ. Vâng, kính chào bệnh viện 199 ạ. Tôi cũng rất may mắn là đã được gặp đồng nghiệp tại cái đợt mà đi thực tiễn ở bệnh viện 199 về tai mũi họng. Tôi có một số những cái liên quan tới ngoài bệnh nhân này tôi muốn trao đổi trước. Thứ nhất là các bạn có nói là bệnh nhân cách đây 10 năm có một bệnh cảnh giống như điếc đột ngột. Thế thì trước mắt mình nói về điếc đột ngột thì nó có một số quan điểm về cái từ điếc đột ngột. Có một số thầy thì thầy nói là phải trên 90 decibel nếu tổn thương sức nghe thì mới gọi là điếc, và nếu dưới 90 decibel thì gọi là nghe kém đột ngột. Thế thì tuy nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng những cái văn bản dịch của các thầy các cô từ trước đến giờ và vẫn thống nhất cái từ chung là điếc đột ngột. Về định nghĩa đốt ngột, điếc đột ngột tức là nó tổn thương thần kinh và là điếc tiếp nhận. Thế chính vì thế cho nên là tôi lại quay lại cái bệnh nhân cụ thể mà các bạn xin hội chẩn. Thì bệnh nhân này các bạn chẩn đoán là nghe kém hỗn hợp. Đấy thì mình phải xem cân nhắc giữa những cái chẩn đoán của mình với cái tổn thương thì nó phải tương đồng với cả cái định nghĩa mà các bạn đã định làm. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là tất cả những cái tổn thương mà các bạn mô tả cho chúng tôi ý, thì không có những cái, thứ nhất là về tổn thương tai thì bạn nói là nhĩ lượng đồ ở típ A hai bên, tức là nhĩ lượng đồ típ A hai bên tức là phản ánh cái hệ thống màng nhĩ và xương con di động hoàn toàn bình thường.
Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tức là các bạn đã khu trú, đã loại trừ hai cái tổn thương là tai ngoài và tai giữa. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp cận cái bộ phận mà bệnh nhân chúng tôi nghĩ đấy là có bệnh lý là tai trong. Thế thì về tổn thương nghe kém ấy, thì cái thính lực độ này thì có thể nói là nghe kém tiếp nhận mức độ. Nếu bạn đừng xếp chung là từ 40 đến 70 decibel là trung bình, mà cái này theo phân loại thì các bạn đã được chia từ 40 cho đến 55 decibel là trung bình, còn từ 55 đến 70 người ta xếp vào nhóm nghe kém nặng. Thì đấy là mình xem lại cái phân chia về mức độ nghe kém. Và cái tổn thương các bạn mô tả ấy, thì chúng tôi nghĩ nhiều đến một cái bệnh lý người ta gọi là bệnh lý của đốt sống thân nền. Tức là mà có một cái đề tài về tiến sĩ ngắn nhất trên thế giới là có hai trang liên quan tới cái bệnh lý thân nền này. Nó mô tả sự thiếu nuôi dưỡng của máu từ động mạch thân nền tới động mạch tới động mạch tiểu não trước dưới, và tới cung cấp, nó ảnh hưởng tới cái cung cấp máu cho ốc tai cũng như là hệ thống mê nhĩ và tiền đình. Thì chính cái lý do này nó làm cho gây các triệu chứng như ù tai, nghe kém, cũng như là nó có những cái biểu hiện chóng mặt từng đợt như bệnh nhân mà các bạn mô tả. Thì tôi định hướng tới cái bệnh lý này, và rất song hành với nó là huyết áp có 100/60, tức là những cái triệu chứng đấy hướng tới cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng thân nền. Và các triệu chứng gây ra ví dụ như là các biểu hiện về tiền đình cũng như là ù tai và nghe kém. Và các bạn để ý là cái ù tai các bạn đừng mô tả là tiếng trầm, các bạn phải khai thác lại cho nó. Vì tất cả các triệu chứng mà các bạn mô tả cung cấp cho chúng tôi thì nó có vẻ có những cái mâu thuẫn với nhau. Và cái điều trị thì thường với những cái bệnh lý. Cô Đào, tức là chúng ta cần làm thêm những cái chuẩn đoán gì, những cái xét nghiệm gì để chuẩn đoán cái bệnh lý thân nền? Với những cái bệnh lý thân nền này, bạn có thể chụp thêm cột sống cổ, cộng hưởng từ, và chụp thêm cái phần cái tai trong ấy. Thì thường với những cái tổn thương này thì hiếm nhìn thấy trên cộng hưởng từ cũng như là cắt lớp. Chủ yếu phát hiện ra qua chụp cột sống cổ và khám tiền đình. Thế tuy nhiên cái thăm khám tiền đình này thì bạn chưa mô tả chi tiết, vì thực ra với khám tiền đình, có thầy Hướng ngồi đây thầy Hướng cũng biết là khám tiền đình người ta cần những cái rất nhiều những nghiệm pháp mà chi ly, và các bạn phải mô tả chi tiết này cho chúng tôi. Đấy là một số những cái mà chúng tôi cần cung cấp thêm. Thế còn với cái chẩn đoán này thì cái hướng điều trị sẽ chia ra làm hai lĩnh vực. Thứ nhất là điều trị nội khoa thì sẽ sử dụng những cái thuốc tăng cường tuần hoàn não cũng như là an thần, và điều trị kéo dài duy trì suốt cả cuộc đời của bệnh nhân. Kèm theo đấy là những cái bài tập về phục hồi chức năng vùng cổ, và cái bài tập cụ thể thì tôi sẽ gửi cho bác sĩ tai mũi họng trong đó qua địa chỉ email của các bạn. Xin hết ạ, xin ý kiến của thầy. Vâng, cái phần điều trị thì chúng ta sẽ tiếp tục sau khi mà bệnh nhân được bổ sung thêm những cái chẩn đoán thêm, đúng không? Làm xét nghiệm thêm. Xin mời ý kiến của phó giáo sư Hướng. Kính thưa các quý thưa các đồng nghiệp ở bệnh viện 119, thực tế ra tôi có đọc qua cái bệnh án của bệnh nhân này, thì tôi có một số ý kiến sau đây. Tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, về cơ bản ù tai nghe kém cách đột ngột cách đây 10 năm rồi. Tôi nói về cái nguyên nhân mà ù tai nghe kém hay gặp trong thần kinh, thường là tổn thương dây thần kinh số 8, người ta gọi là tổn thương dây thần kinh tiền đình. Thì có 4 cái nhóm nguyên nhân chính xuất hiện đột ngột như thế này á, thì thường là nguyên nhân hay gặp nhất là cái viêm dây thần kinh số 8. Viêm này do rất nhiều nguyên nhân, do virus herpes, do các loại virus như cúm, sởi, và thậm chí là do nguyên nhân thứ hai là do ngộ độc. Ví dụ chẳng hạn đặc biệt ngộ độc một số cái thuốc kháng sinh, ví dụ bệnh nhân sau khi sốt viêm họng tự nhiên là cho dùng amikacin hoặc là gentamicin tiêm, hoặc là một số trường hợp điều trị lao dùng streptomycin, thì có thể là gây ra tình trạng là tổn thương đột ngột như thế này. Nguyên nhân thứ ba mà đột ngột là do chấn thương, sau chấn thương, nhưng mà đây không có tiền sử chấn thương, vì cái bệnh nhân này bị 10 năm nay rồi, cho nên đây là một bệnh lý mà tôi nói thật là rất khó điều trị, là khó khả năng hồi phục, vì đây là bệnh lý có xu hướng tổn thương vĩnh viễn rồi. Cho nên chính vì vậy mà tôi nghĩ là triệu chứng bây giờ mà để điều trị mà hồi phục bệnh nhân này là hơi khó.
Cái thứ hai nữa là có nghĩ đến một cái điếc đột ngột này do cái các cái độc chất mà lúc này tôi nói không, ví dụ chẳng hạn kháng sinh chẳng hạn, thì mình phải khai thác kỹ ra trước đây bệnh nhân có dùng các kháng sinh đó trước lúc bị điếc đột ngột hay không, và có phải viêm dây thần kinh số 8 hay không, gọi là điếc đột ngột do viêm, do nhiễm trùng á, do nhiễm đặc biệt là do virus á. Thì mình cũng phải khai thác. Cho nên là chính vì vậy mà về vấn đề như cô Đào nói thì tôi đồng ý một số ý kiến cô Đào, nhưng có ý kiến mà về mà thiểu năng tuần hoàn sống nền, đặc biệt là thiểu năng tuần hoàn ốc tai mà do hẹp cột sống cổ, thì tôi không nghĩ đến, vì một là bệnh nhân này mới 32 tuổi thôi, hai là cái triệu chứng này đã 10 năm rồi, và ba nữa là triệu chứng có như thế đợt này mà bắt đầu mới tăng dần. Thì bây giờ là muốn biết là cái điếc này thực thể ra trên lâm sàng thần kinh, muốn biết điếc này là điếc tiếp nhận, là điếc dẫn truyền, chúng tôi có một phương pháp là gọi là đo thính lực đồ, đo điện sinh lý, có điện kích thích thính lực, thì chỉ cần đo cái điện kích thích thính lực là chúng tôi sẽ biết được là đây là điện thể kích thích thính lực, điện cơ, là chúng tôi sẽ biết được là đây là điếc tiếp nhận hay là điếc dẫn truyền, có nghĩa là điếc do hệ thống ốc tai hay là điếc do dây thần kinh số 8. Còn về vấn đề ở điểm là cần làm gì đối với trong chuyên khoa thần kinh, chúng tôi cần làm gì để chẩn đoán thêm cái này, thì chúng tôi nghĩ là cái này nó thực sự ra vô cùng khó, và cần làm gì thì có trong các thần kinh thì các anh chị chụp các ống hưởng từ để loại, xin lỗi, chụp CT nào đã loại trừ cái u dây thần kinh số 8, các tổn thương dây thần kinh số 8 mà có thể nhìn thấy được rồi. Còn nếu giả sử đây là viêm hay là do độc tính của một số thuốc mà lúc này tôi nói, thì bây giờ 10 năm rồi thì chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Còn về vấn đề điều trị thì tôi nói thật là điều trị chỉ chẳng qua là hỗ trợ thôi, còn nói chung để điều trị mà thuốc đặc hiệu thì đấy không có. Và tôi nghĩ là nói chân thân luôn, cái quan trọng mình xem thử là có yếu tố gì về tai, đợt này có yếu tố gì về tai, viêm tai giữa hoặc là có nhiễm trùng gì về tai mà làm cho nặng thêm bệnh, để mình điều trị để cải thiện thôi. Còn để điều trị mà phục hồi hoàn toàn cái này thì nói về vấn đề về mặt thần kinh, tôi nghĩ là không có cái thuốc gì điều trị phục hồi hoàn toàn đâu. Tôi muốn, nếu như có bệnh nhân ở đây, tôi muốn hỏi bệnh nhân một số câu, nhưng không biết là bệnh nhân có ở đây không, để thử xem là bệnh nhân, còn đang nằm nội trú ở 199 đúng không ạ? Dạ, bảo có thầy là bệnh nhân đang ở đây ạ. Vâng, tốt quá, có thể cho bệnh nhân lên nội trường và để thầy Hướng có thể trao đổi thêm với bệnh nhân được không? Rồi, và xin có câu hỏi nữa là trong 199 cái làm điện kích thích thính lực thì chúng ta có làm đúng không ạ? Dạ, ở chúng em chỉ đo được thính lực đô ạ. Và sau khi điều trị thì sáng em cho đo lại là hiện tại là kết quả là điện nghe kém tiếp nhận tần số ở mức độ là 30 đến 45 decibel ạ. Em vừa cho đo lại sáng nay ạ. Vâng, xin mời ý kiến của cô Đào cho chúng ta. Vâng có ạ, về để xác định nghe kiếm rồi, tiếp nhận hay dẫn truyền thì chỉ cần về tai mũi họng là chỉ cần thính lực đồ là đủ ạ. Vâng. Vâng, đây đã có thính lực đồ đây rồi, đúng không ạ? Vâng. Thì cô Đào đã xem cái kết quả thính lực đồ này rồi đúng không ạ? Vâng. Nếu như mà ngay cả tiếp nhận, tôi nghĩ là cái tổn thương loại quấn quẩn ở tai trong thôi. Còn là mình cũng nghĩ đến cái tổn thương dây thần kinh số 8, dây thần kinh tê đình. Cho nên nguyên nhân chủ yếu là tập trung ở tai mũi họng thôi. Cảm ơn thầy Hướng. Trong lúc chờ thầy Hướng có thể trao đổi với người bệnh thì xin phép mời thầy Ngọc ạ, để cho ý kiến điều trị về cái viêm răng của bệnh nhân. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các quý đồng nghiệp. Thì về bên nha khoa thì ở đây thì trên bệnh nhân này tôi thấy bệnh nhân thì còn đã có cái răng 38 là có cái lợi trùm và đã có tiền sử sưng đau rồi. Và trên phim CT thì nhìn thấy có một lỗ sâu khá là to và đang tái phát. Thì răng đó chúng ta nên tư vấn cho bệnh nhân nhổ sớm, không nên để nó tái phát trở lại. Thứ hai nữa thì trên hình ảnh ở trên các CT cung binh ấy, thì đây là cái răng 18 á. Thì răng 18 đã vỡ rồi và chỉ còn có cái chân răng thôi, và hiện nay nó gây tiêu xương khá nhiều. Nên là cái răng số 7, cái răng 17 hiện nay ấy, thì ở phía xa cái xương đã tiêu hơn khoảng 1/2 cái chân răng rồi. Và theo nguyên tắc thì hình ảnh trên phim X-quang bao giờ cũng nhẹ hơn hình ảnh tổn thương thực tế. Cho nên nếu chúng ta nhìn mà cái chân răng đã trơ ra hơn một nửa rồi, thì thực tế trên lâm sàng nó còn trơ ra hơn nhiều hơn nữa. Mà cái chân răng này thì thực tế thì nhổ cũng thuận lợi thôi, chứ không có gì khó khăn lắm.
nên chúng ta cũng nên tư vấn cho bệnh nhân nhổ bỏ cái chân răng răng 18 và bảo tồn cái chân răng 17. Và hiện nay thì với công nghệ thì với những trường hợp như thế này mà nếu mà chúng ta có điều kiện hoặc là bệnh nhân cũng có điều kiện thì chúng ta sau cái nhổ răng ấy thì cái vấn đề chính là làm thế nào cho cái xương nó được tái tạo tốt nhất có thể, đó mới là cái vấn đề người ta quan tâm, chứ không phải là chỉ là đơn thuần nhổ bỏ chân răng. Thì chúng ta cũng có thể ghép cái BRF. BRF thì nó chính là bản chất nó chính là fusion dầu tiểu cầu, nên là trước khi nhổ răng chúng ta có thể lấy một ít máu không mấy ml thôi, chúng ta ly tâm bỏ đi cái phần hồng cầu, giữ lại cái phần fusion dầu tiểu cầu, cái yếu tố tăng trưởng, và ngay sau khi nhổ xong chúng ta nạo bỏ hết toàn bộ ổ viêm, chúng ta ghép cái BRF vào, chúng ta khâu lại, thì cái BRF nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng ở tại chỗ này. Nó có thể giúp cho cầm máu nhanh hơn, giúp cho chống viêm tại chỗ, và nó hoạt hóa cái quá trình tái tạo xương cũng như mô mềm tốt hơn. Như thế thì cái việc hướng dẫn sinh xương và mô mềm tốt hơn thì nó sẽ giúp cho cái răng số 7 đó nó được bảo tồn tốt hơn nữa. Thì cái BRF không biết là trong bệnh viện mình có những cái hệ thống máy ly tâm đó hay không, thì cũng không rõ lắm, nhưng hiện nay ở Hà Nội thì bệnh viện thì chúng tôi dùng cái này khá là nhiều. Còn những cái chi tiết khác về răng miệng thì thật ra thì chúng ta không đánh giá chính xác trên CT cũng được. Cho nên là những cái vấn đề khác về răng miệng thì chắc là tôi không nhìn thấy được, nên cũng không có cái tư vấn thêm ngoài cái vấn đề các răng khôn ra. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn thầy Ngọc. Thầy Lưu có nhìn thấy bất thường gì về thầy Lưu số 8 trên cái trục cắt lớp? Vâng, cái thầy Ngọc vừa phân tích một lần rồi đấy ạ. Em cũng chạy ảnh cho thầy Ngọc vừa phân tích rồi ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Xin phép mời một các ý kiến khác từ 199 ạ. Dạ thầy, bệnh nhân đã có đây rồi ạ. Vâng, cho bệnh nhân đeo khẩu trang rồi đấy ạ. Dạ, xin phép 199 và bệnh nhân có thể ngồi quay, không cần quay mặt về phía camera đâu ạ. Thầy Hướng có thể bắt đầu trao đổi với bệnh nhân ạ. Cảm ơn thầy Trung ạ. Xin phép mời thầy Hướng ạ. Alo. Xin lỗi, bệnh nhân nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ ạ. Vâng. Chị còn nhớ là cách đây 10 năm khi chị bị điếc đột ngột ấy, thì trước đó chị có thể bị viêm họng sốt hoặc là có dùng cái thuốc gì trước đấy không? Dạ không ạ. Là đột ngột điếc ở trong cái hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh là đi học bình thường đấy, về là bị ù, nên nói với mẹ là tại sao con bị ù tai, mẹ kêu là chắc là do con đi làm, đi học về thì nó huyết áp tụt nên nó ù tai thôi. Thế là cha để như vậy đến giờ đó. Lúc đó là không bị sốt gì à, không cảm cúm mà, không thấy là dạ hắt hơi sổ mũi gì à? Dạ không ạ. Bây giờ chị thấy chóng mặt nhiều không? Dạ thường buổi sáng thì hay chóng mặt hơn buổi ngày. Vâng, chóng mặt khi thay đổi tư thế ạ? À? Hay là bình thường ngồi cũng bị chóng mặt, hoặc là để nguyên tư thế cũng bị chóng mặt? Để nguyên tư thế cũng bị chóng mặt ạ. Chỉ chóng mặt cảm giác xoay tròn hay là bồng bềnh như đi trên thuyền ấy? Dạ thì thường cảm giác như là mình bị chao đau, không đứng vững ạ. Dạ vâng. Cái triệu chứng đó là ngày nào cũng xuất hiện hả chị, hay khi bị căng thẳng hoặc khi mất ngủ mới xuất hiện? Dạ thi thoảng bị thôi ạ. Thỉnh thoảng bị thôi, trong hoàn cảnh nào bị hay là đột ngột, có yếu tố nào tác động vào để xuất hiện không, ví dụ mất ngủ chẳng hạn, bị căng thẳng? Dạ khi chóng mặt kèm theo ù tai phải không chị? Khi chóng mặt có kèm theo ù tai không? Dạ có ạ. Còn khi không chóng mặt có ù tai không? Dạ không, thường thường trong lúc ù tai nó mới hay bị chóng mặt. À thế là bây giờ chỉ ù tai liên tục hay thỉnh thoảng ù tai thôi? Mấy tháng nay là ù tai liên tục. Mấy tháng nay là ù tai liên tục. Gần đây có sốt không? Dạ không ạ. Gần đây không sốt à? Dạ. Chị có lo lắng căng thẳng gì không? Dạ không. Không ạ. Sức khỏe yếu thì ù tai nhiều hơn, còn mấy ngày nay ổn định thì nó không ù tai nhỏ. Đợt này chị thấy ổn hơn không? Vào các bác sĩ trong bệnh viện điều trị chị cảm thấy ổn hơn không?
Dạ, ổn hơn nhiều ạ. Ổn hơn nhiều gì? Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị. Vâng, rồi có thể cho bệnh nhân về 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 phòng được cả các anh chị đồng nghiệp ạ. Vâng. Vâng, như vậy thầy Hướng có nghĩ đến cái bệnh lý gì khác, tổn thương thần kinh không? Các thầy và quý đồng nghiệp cả đây là tôi vẫn nghĩ đến vấn đề về tai mũi họng thôi, gọi hết bệnh lý tai trong thôi. Còn tôi nghĩ về bệnh lý thần kinh vì một là điếc tiếp nhận như các anh chị đã đo trên trên chỗ mà thỉnh lực đồ rồi. Hai nữa các triệu chứng nó xuất hiện từng lúc, mà không phải xuất hiện liên tục. Ba nữa là không có các yếu tố nào gợi ý mà có tổn thương, nhưng tổn thương dây 8 gọi là ngộ độc dây thần kinh số 8 do cái thời lúc mà bệnh nhân xuất hiện cách đây 10 năm. Cho nên tôi nghĩ nhiều đến vấn đề về hệ thống tai trong thôi, có lẽ là cái này là thuộc tai mũi họng của chị Đào. Vâng. Cảm ơn thầy Hướng. Và cũng như tôi nói ngay từ đầu, tức là đây chắc là của ca của cô Đào rồi. Và thì chúng ta sẽ điều trị theo cái hướng mà phó giáo sư Đào đã nói. Và xin phép ý kiến từ 199 còn có câu hỏi không ạ? Dạ. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ạ. Và em mong muốn là được cô Đào sẽ sau này sẽ vào hỗ trợ và giúp đỡ thêm cho chúng em trong việc điều trị bệnh lý tai mũi họng ạ. Vâng, cô Đào đang mong vào lắm. Cô Đào có nói thêm gì với thầy Trung không ạ? Cảm ơn, chỉ xin phép anh Trung cho phòng ở trong đấy là được ạ. Đấy. Vâng, cảm ơn các thầy cô ở 199. Xin phép được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên ạ.